Hưởng ứng ngày thế giới tôn vinh người hiến máu, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, Hội chữ thập đỏ huyện Nhân Trạch vừa tổ chức lễ tôn vinh người hiến máu giai đoạn 2020-2022. Tại buổi lễ, Ban chỉ đạo đã tuyên dương trên 150 cá nhân và một gia đình có thành tích tham gia hiến máu tình nguyện trong đại dịch COVID-19. Từ năm 2020 đến nay, Hội chữ thập đỏ huyện Nhân Trạch đã tổ chức 40 đợt hiến máu tình nguyện. Riêng trong năm 2021, trong điều kiện hết sức khó khăn do đại dịch COVID-19, Nhân Trạch đã tổ chức 7 đợt hiến máu tình nguyện, thu được trên 1.200 đơn vị máu. Từ đầu năm đến nay, huyện đã tổ chức 7 lần hiến máu tình nguyện, được 1.322 đơn vị máu, đạt 57% so với chỉ tiêu.